Xin chào, mình là Linh, đây là kênh chia sẻ giáo dục của mình. Mình đến đây để giúp đỡ, giảm thiểu gánh nặng cho các phụ huynh và cũng như là hướng dẫn phát triển tư duy cho các bé. Muốn biết rõ mình là ai, xin mời bấm ở dưới phần mô tả dưới đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số các cái mẹo khi mà tính toán. Và cái này sẽ gọi là matrix. Và buổi học ngày hôm nay đó chính là về cách tính toán nhanh, đó chính là tính cộng. Và bài đầu tiên mình hướng dẫn đó chính là bài làm thế nào có thể sử dụng phương pháp phá hủy con số. Mình sẽ đưa ra một ví dụ đầu tiên như sau. Đó chính là 34 cộng với 58. Chúng ta sẽ phá hủy con số như sau. 34 sẽ là 30 cộng với 4. 58 sẽ là 50 cộng với 8. Chúng ta sẽ lấy 30 cộng 50 là 80. 4 cộng với 8 sẽ là 10, 12. 80 cộng với 12 sẽ là 92. Quá dễ đúng không ạ? Và tiếp theo đó chính là một bài khó hơn. Bài khó hơn này chúng ta sẽ là cộng với cả số có 3 chữ số. Ví dụ như sau: 224 cộng với cả 373. 224 chúng ta sử dụng phương pháp phá hủy sẽ là 200 cộng với cả 20 cộng với cả 4. 373 đó chính là 300 cộng với cả 70 cộng với 3. Chúng ta sẽ cộng từ từ theo số hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị. 200 cộng với cả 300 là 500. 20 cộng với cả 70 là 90. Và 4 cộng với 3 là 7. Và kết quả của chúng ta sẽ đạt ra là 597. Và tiếp tục sẽ là bài toán cuối cùng. Bài toán cuối cùng này đó là bài toán cộng với cả số có 4 chữ số. Và với bài toán này, mình sẽ để một khoảng thời gian là khoảng 20 giây để các bạn có thể tự tính toán được. Bài toán của mình sẽ là như sau. Đó chính là 1276 cộng với cả 3521. Các bạn nhớ nhé, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp phá hủy con số. 20 giây dành cho các bạn. A few moments later. Ok, và bây giờ sẽ là đáp án hướng dẫn lời giải của mình. 1276 mình sử dụng phương pháp phá hủy sẽ trở thành 1000 cộng 200 cộng 70 và cộng với 6. 3521 sẽ trở thành 3000 cộng 500 cộng 20 và cộng với 1. Và chúng ta sẽ cộng thứ tự theo hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị. Lấy 1000 cộng với cả 3000 là 4000. 200 cộng với 500 là 700. 70 cộng 20 là 90. 1 cộng với 6 là 7. Và chúng ta sẽ ra được kết quả là 4797. Và buổi học ngày hôm nay sẽ là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong các buổi học tiếp theo. Và buổi học tiếp theo đó chính là phương pháp tính nhanh với phép trừ. Xin chào.